Chào các bạn, chúng ta tiếp tục gia công tinh những cái hốc này. Và bây giờ tôi giới thiệu bằng một chương trình mới, nó tên là Finish Wall. Trong 2 giây rưỡi nè, mình chọn cái Finish Wall để mình chuyên gia công những cái thành của những cái hốc đã gia công thô trước đó rồi. Thì bây giờ tôi gia công hai cái hốc này nha. Tôi chọn là cái Parking Tour, chọn bây giờ lượng dư là bằng không các bạn, nó sẽ thành bằng không nè. Chọn anh này với anh này, nút giữa cái nha, chọn anh này xong, chọn anh này, nút giữa cái xác nhận. Sau đó ta quay qua cái phần này, ta chọn là Fabric Contour nè, để nhập vào cái cao độ cho từng cái đường biên khác nhau. Tôi quay lại đây, tôi chọn anh này, tôi nói bắt đầu là thế là từ đây, kết thúc là ở đây, rồi tôi bỏ chọn đi, tôi chọn đường cơ thứ hai, bắt đầu là kết thúc là ở đây, rồi đồng ý. Tôi vẫn dùng con dao E16 các bạn. Chế độ cắt ở đây thì các bạn thấy là nó có cái chế độ ra vào dao nè, tôi có thể chọn là normal là nó đi trực tiếp vuông với cái thành gia công của mình. Tôi chọn tan là vậy, đây nó sẽ là lượng và mình cho cái bán kính lượng này dụ như là 6 ly. Pocket order là sao bạn? Trật tự, dù hay là mình có nhiều hốc á thì sao thứ tự là theo vuông x hoặc theo vuông y, hoặc theo cái gần nhất. Tôi chọn theo vuông x nha, tại mình cũng chỉ có hai hốc thôi cho nên sẽ cắt là x y cũng như nhau cả. Rồi z top bottom thì như nhau rồi. Cái down step tôi ăn ví dụ như nếu các bạn để là 8 ly á, nó sẽ ăn là 2 hoặc là 3 bát. Còn nếu các bạn để mà nó lớn hơn cái chiều dày của nó rồi á thì các bạn để dụ 40 nha, nó chỉ ăn là đúng 1 bát thôi. Ở đây thì tôi chọn chế độ là ăn từ trong ra ngoài và ăn là ăn thuận. Dao tôi vẫn để chế độ chạy tôi là 1600 nha. Và đây là fit tôi để là 2000 đi. Tôi tưới nha. Đồng ý. Các bạn xem đây, nó chạy một lần thôi và đúng cái cao độ mình mong muốn khi mình chọn cao độ hồi nãy. Thành hai xong rồi, mình cũng tiếp tục cái anh này để mình gia công cái hốc trong đây. Mình copy, mình paste nó xuống nha. Và bây giờ mình sẽ đổi một tí là cái đường curve này, bây giờ mình bỏ hai đường curve này đi, mình chọn cái đường curve này. Rồi mình để góc là như các bạn 5 độ đúng không nè, còn những lúc giữa xác nhận đó. Đồng ý. Rồi mình vẫn dùng ở đây thì có thể là mình dùng con, nếu mà bị dao phay ngón các bạn sẽ không ăn được cái thành này, nó dốc á, các bạn dùng con R20 cũng được nha. Nhưng khi ăn xong bạn phải làm một bát để chạy tinh lần cuối ở đây lại nè. Đấy, mình dùng R20 đi. Rồi các bạn có thể chọn ở đây là bắt đầu và kết thúc ở đâu, anh chọn là central luôn cho chung luôn nha. Dùng trên cùng là ở đây và đi xuống tới tới anh này, dùng đi xuống mỗi lần xuống z reference đương nhiên là cửa dưới các bạn ha. Mình đi ăn mỗi lần xuống là dụ như 1 ly thôi, từ từ xuống và mình gác cái nhiều cũ hết, mình đồng ý. Đây các bạn thấy đây đều đều xuống đây rồi. Ngoài cái cách này thì sẽ cho bằng một cái cách khác để gia công và nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn cái chức năng Finish Wall này. Mặc dù Finish Wall á là anh chuyên dùng gia công cho các pocket, nhưng mà nó còn chương trình khác mà mình có thể lợi dụng nó để gia công pocket với nhiều cái tùy chọn hơn là Chlorophyte. Tôi thử nha, tôi chọn là Procedure nè, tôi chọn chức năng là Chlorophyte nha. Rồi giờ tôi gia công hai hốc để cho dễ đi, tôi gia công một cái thì ví dụ cũng được. Tôi bỏ này đi nha, tôi chọn tôi gia công cái anh này. Rồi thấy nè, vào trong góc bây giờ là nhiêu các bạn, mình chọn nó lại nha, rồi mình cho này góc bây giờ là đương nhiên là 0 độ rồi thì đồng ý. Các bạn thấy nè, đây là có cái start point, nghĩa là gì các bạn? Điểm bắt đầu, nghĩa là ý là mặc định Simantam sẽ cho mình cái điểm xuống dao mình là ngay đây, ngay vị trí này. Nhưng nếu các bạn muốn chuyển sang một vị trí khác, các bạn hãy chọn chức năng start point và các bạn click vào đây, bất kỳ điểm nào các bạn ha, các bạn chọn vô trung điểm đi, các bạn click vào đây, lập tức Simantam sẽ làm sao các bạn? Giờ cái điểm xuống dao về đây, đây là cái ưu điểm đầu tiên mà cái phiếu nó không có nè, mình có thể chọn điểm xuống dao được. Cái ưu điểm thứ hai mà tôi muốn nói tới là cái việc mình có thể độc lập cái cách vào dao ra dao. Các bạn nhớ hồi nãy khi Finish Wall á là mình phải để là vào ra như nhau, nhưng với cái Chlorophyte này các bạn có thể chọn dụ như là vào là tangent nè, hoặc là normal. Tương tự như vậy ra các bạn chọn là normal hoặc tangent tùy độc lập với nhau. Ví dụ tôi muốn cho ở đây vào là 6 ly, nhưng khi ra tôi muốn là dụ như là normal là 2 ly thì nó sẽ là gì, ra normal là 2 ly. Mà các bạn sẽ thấy cái này. Rồi tiếp theo, cái ưu điểm thứ ba của nó là nó cho phép mình nội suy gặp được SP line á
nó có thể nội suy về là vô số cái đoạn thẳng nó tiếp nhau hoặc là thành cung tròn để xuất ra được G2 hoặc là G3. Trong tình huống của mình các bạn thì chắc chắn là G2, G3 rồi, tại vì hầu như mình không có SP-Line. Nhưng trong trường hợp những bạn những được SP-Line á, các bạn dùng chức năng này để gì? Để đưa nó về G2 hoặc G3 cho nó bớt cái G-Cup nó bớt dài đi. Rồi, ưu điểm thứ tư của nó là cho phép chọn cái stock width. Ví dụ như là ở đây thì mình đường dây 0.2 đó các bạn, mình nhớ hình nào dây 0.2, nhưng mà nó ăn một là nó 0.2 luôn. Trong trường hợp các bạn muốn cho nó ăn 2 hoặc 3 bát, các bạn phải chọn được cái stock width ở đây. Như tôi gõ vào đây là 0.3 đi ha, thì lập tức nó cho mình một cái thêm là cái size step. Ví dụ tôi chọn đây là 0.2 thì nghĩa là sao nè, cho nó ăn 2 bát, bắt đầu á nó sẽ lấn vào 0.2 và cuối cùng bắt sau là các bạn ăn lấn vào 0.1 nữa để hết đường dư của mình. Các bạn xem nha, thấy nè, nó sẽ có 2 bát rõ ràng đây nè, từ trên nhìn xuống thấy đây nè, nó chưa ăn háo cho mình. Các bạn muốn là 5 bát các bạn phải chọn, ví dụ như lượng dư là 0.5 và ăn mỗi bát là 0.1, nó sẽ ăn dịch vào và nó trừ cái bát cuối cùng á, là cái bát mà nó hiệu số như bát đầu với lại cái stock width của mình. Ví dụ như các bạn muốn ăn là để lượng dư 0.5 mà các bạn để 0.2 á, thì nó sẽ ăn là 0.2, 0.2, 0.1, nó ăn lần từ từ nó ăn vào. Đấy là bốn cái ưu điểm của cái tự chọn là Chlorophyll so với Finish Wall. Nó còn ưu điểm nữa, tôi sẽ nói qua cái phần là Open Profile sau. Rồi, cảm ơn các bạn.